Minecraft. Nhưng hôm nay mình sẽ giúp giáo sư chuột cùng tất cả cư dân trên hòn đảo nổi chống lại các kẻ xâm lược đến từ địa ngục, bóng tối và The End. Với sự cầm đầu của những tên trùm hung ác, với những vũ khí tối tân và hiện đại, cùng với bè lũ tay sai đông đúc, hôm nay cho dù liều cái mạng già này, mình cũng phải tiêu diệt các tên trùm đó và đẩy lùi cuộc xâm lược, trả lại sự bình yên cho cư dân và các sinh vật trên đảo. Chào mấy bạn. Hiện tại mình đang có mặt trên hòn đảo nổi, lơ lửng giữa bầu trời, cùng với giáo sư chuột và các cư dân khác. Hình như kế bên mình là một cái máy phát nhạc. Trời ơi, cái loa bự chà bá luôn. Lần đầu tiên thấy cái máy phát nhạc xịn như vậy luôn á. Chắc để dành tiền đi học mua một cái về mở nhạc rap nghe quá. Giáo sư chuột đây rồi. Trời ơi, anh cá sấu đẹp trai dữ ha. Sao súng hết còn có 2 cái răng vậy anh? Rồi sừng bị gãy nữa kìa. Thôi nhưng mà nhìn mặt ảnh ngầu quá à. Tốt nhất đừng cà khịa ảnh. Còn bác giáo sư này có cái chồng trống ở trên đầu đã quá ta. Chắc con mượn ngày mai đi học thêm được không? Hình như giáo sư có chuyện muốn nói với mình. Oh boy, thank goodness you're here. The invasion is happening right now. Tới công chuyện nữa rồi. Con học ngu tiếng Anh nổi tiếng cả làng luôn mà bác không biết hả? Mình nói tiếng Việt được không? Bác chờ con xíu, để con gọi điện cho cô giáo dạy tiếng Anh. Theo lời của giáo sư thì hòn đảo nổi của chúng ta đã bị bao vây bởi các thế lực thù địch đến từ địa ngục, bóng tối và The End. Với sự hung ác và tàn bạo của các tên thủ lĩnh, dường như chúng muốn xâm lược và xóa sổ hòn đảo tươi đẹp của chúng ta. Và giáo sư muốn mình tìm lại những vũ khí được chế tạo từ các sinh vật hiện đang được cất giấu rải rác trên khắp hòn đảo, để có thể đánh bại các kẻ thù xâm lược hung ác kia. Chà, kèo này nghe chua vậy ta. Mà con giúp bác giáo sư cũng được, nhưng nếu con thành công trở về, bác nhớ cho con mượn cái chong trống này để đi học vài hôm nha. Nghỉ hè ăn quá con lên ký, hôm qua ngồi lên chiếc xe đạp nó bể bánh mất tiêu rồi. Ok, thống nhất như vậy nha. Để xem hiện tại thì bác giáo sư có những vũ khí gì. Một vũ khí gì đó được làm từ con cá nóc. Để mình chế tạo theo công thức coi sao. Hình như là một cây chùy cá nóc. Wow, đẹp dữ ta. Trời ơi, cái này mà dỗ vô đầu chịu sao nổi. Còn bên đây là vũ khí gì vậy anh cá sấu? Anh này hướng nội mấy bạn ơi. Chắc chảnh chảnh nên bị người ta quánh gãy hết cái sừng nè. Một cái thiết bị mèo gì đó. Trời ơi, sao nhìn nó giống cái xúc tu của mấy con bạch tuộc quá vậy ta. Nhưng nói chung cũng dễ sử dụng á. Bác giáo sư còn quá trời vũ khí luôn nè. Nhưng kỹ năng mình cao mà, đâu có cần nhiều vũ khí làm chi. Lên đường thôi. Mà nghĩ cũng lạ, mà mình thấy vũ khí nhiêu đó là nhiều rồi, mà sao bác giáo sư còn kêu mình đi tìm thêm chi ta? Chắc có lẽ kẻ thù của chúng ta ngày hôm nay không dễ đối phó rồi. Thôi, giáo sư nói sao thì nghe vậy, đừng có tà lanh rồi báo nữa. Chào anh trai. Trời ơi, anh có cánh tay bằng đồng luôn kìa. Sao cư dân trên đảo này toàn là dị nhân không vậy ta? Bé heo ơi, con biết mấy cái vũ khí giấu ở đâu không? À, cảm ơn con nha. Ui, bé heo bị nhiễm độc cá nóc kìa. Công nhận cây chùy này lợi hại thiệt. Lỡ rồi cho anh thử luôn cái roi mèo này coi sao. Mình hơi mạnh tay thì phải. Wow, khoáng sản quý hiếm, làm bộ công cụ để khai thác mới được. Cho anh xin miếng gỗ nha bé cừu. Lên đồ sắt rồi mới lên đồ kim cương. Cũng giống như mình muốn lên lớp 2 thì phải học qua lớp 1. Riêng mình kỹ tính nên học 2 năm lớp 1 luôn. Anh trai nào đây? Mặc đồ thời trang quá vậy ta. Trời ơi, có cái cặp đẹp chưa kìa. Mình mà có cái cặp này đem đi học thì còn gì bằng. Và chúng ta đã có cúp sắt, đào kim cương thôi. Được có 4 viên, đủ làm đôi giày. Do điều kiện chưa có nên tạm thời phối đồ vậy cũng được ha. Tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những vũ khí của bác giáo sư thôi. Wow, cái động này màu sắc sặc sỡ quá ta. Và cái gì đây? Hình như một vũ khí gì đó liên quan tới con mực. Đúng rồi. Nhìn thoáng qua thì nó giống cái nón quá mấy bạn ha. Trời ơi, nó bắn ra những cái mảnh vụn kèm một dòng chữ tiếng Anh gì đó. Bạn nào hiểu nghĩa của nó bình luận phía dưới cho mình biết với nha. Ủa rồi nó có gây sát thương không ta hay chỉ để đẹp thôi? Bỏ tài. Thôi kệ, để chừng nào có sinh nhật lấy ra bắn cho nó đẹp cũng được. Ôi, bên kia có một cái gì đó kìa. Fish có nghĩa là cá. Mà sao bác giáo sư không để những vũ khí này chung một chỗ ta? Để rải rác tùm lum tìm cực muốn chết luôn vậy đó. Chế tạo theo hướng dẫn. Và chúng ta có một cái móc câu màu vàng. Đừng nói cái này để câu cá à nha. Hello. Mổ bé ngựa 4 cái hỏng xi nhê là hiểu rồi. Hình như kế bên chuồng bò có một cái gì đó. Một cái vũ khí được làm từ thịt, da, sữa và cái quần bò. Đặt vào giống như hướng dẫn. Hình như là một cái bình sữa. Trời ơi, tự nhiên thèm sữa ghê vậy đó. Để thử coi. Sữa tươi nguyên chất mà ông nội đó chê. Làm thêm một ngụm nữa có sức mà lao động nè. Wow, ở đây có một căn phòng băng. Công thức chế tạo golem tuyết. Wow. Trời ơi, nhìn nó giống cây đèn pin ghê. Trên đầu lấp lánh nữa kìa. Để xem nó làm được gì. Thì ra nó có khả năng bắn ra những quả cầu tuyết. Trời đất coi, con bò nhỏ xíu bắn hỏng xi nhê nó nữa trời. Bởi mấy cái đồ hiện đại nó thường hại điện lắm. Đứng im đó, anh gãi ngứa cho. Hết thèm vũ khí của bác giáo sư chuột luôn. Còn bây giờ là một vũ khí gì đó liên quan tới mấy bé gà. Trời ơi, nhìn giống đồ chơi của mấy đứa con nít ta. Giống như một khẩu súng. Cha 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 cha. Wow. Nó bắn ra một cái trứng gà ốp la và phát nổ. Trời ơi, đúng món mình thích luôn. Bạn nào thích ăn trứng gà ốp la thì bình luận phía dưới nha. Cảm ơn con. Ổn không? Đúng như mình dự đoán, có một thứ vũ khí gì đó được chế tạo liên quan đến con ong. Một cái gì đó dùng để bắn. Wow, hai tay của mình có hai con ong. Trời ơi, các bạn nhìn thấy hai cây kim nhọn quắt không? Thì ra đây là hai con ong chiến binh. Ủa nhưng mà sao có một con bị liệt hết cái cánh rồi? Wow, nó bắn ra những cái kim tim. Tuyệt cú mèo. Và sau khi bắn nó mọc ra một cái kim khác. Công nhận xịn thiệt. Bé heo ơi, con có bao giờ bị ong ong chích chưa? Người lớn hỏi mà nó không trả lời. Tới công chuyện nè. Trời ơi, bị nhiễm độc rồi. Mình không nghĩ là nó mạnh như vậy luôn á. Từ nãy giờ mới thấy được một món vũ khí của bác giáo sư chuột mà mình ưng ý. Một cái thang máy bằng nước. Còn một cái thang máy cảm giác mạnh. Dân chơi không sợ mưa rơi. Wow, hình như dưới đây là một khu mỏ. Chắc đây là nơi mà bác giáo sư chuột tìm nguyên liệu để chế tạo ra vũ khí á. Có hai cái rương gì ở đây vậy? Trời ơi, toàn là quặng quý hiếm. Cho con xin ít quặng kim cương. Chào anh da đen. Chúc anh một ngày vui. Ủa đâu rồi? Cho anh ăn trứng gà ốp la mà anh chạy đâu mất tiêu rồi. Ui 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 ui. Đi xa. Còn anh zombie này định quánh hội đồng em hả? Ông siêu cấp. Tuổi gì chơi với mình. Còn anh da đen kia thấy rén luôn. Hết dám quýnh mình rồi. Để mình khám phá xem bác giáo sư chuột có giấu vũ khí gì xịn sò dưới đây không nha. Wow, quá trời quặng kim loại luôn. Ý, hình như đây có một món vũ khí gì nè. Nó trông giống như một cây rìu. Hình như nó được làm từ một con cá thì phải. Chà. Rồi mạnh dữ chưa? Còn cái rương ở đây có cái gì? Hên quá, đang đói bụng luôn. Nhâm 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 nhâm. Không lấy hai cái quặng này thì có lỗi lắm. Kế bên đây có một cái vũ khí gì đó, nhìn giống con mèo. Tại sao trong công thức lại có chiếc thuyền ta? Wow, nhìn hình dáng của nó giống một chiếc tàu lặn. Chà, trời ơi, bác giáo sư chuột xịn sò dữ. Kiểu dáng giống như một con cá, với hai động cơ hai bên, còn có đuôi nữa nè. Trời ơi, anh zombie xuống định ca ếch chiếc tàu lặn của mình. Chạy lẹ, chạy lẹ. Trời ơi, chiếc tàu lặn giúp mình nhìn rõ hơn khi ở dưới nước. Liêu liêu anh zombie. Trời ơi, thêm anh giang hồ dưới nước định có giang mình nữa kìa. Trời ơi, không có chuyện đó đâu nha. Tàu lặn này chỉ dành cho người giàu đi thôi. Hình như một căn phòng bí mật. Wow, không biết vũ khí này có vip hôm mà bác giáo sư giấu kỹ dữ vậy ta. Một vũ khí liên quan tới con cá heo, nhìn giống một cây súng. Có một cái quả cầu hình vuông 4 màu. Mà con cá heo này có thôi bú chưa vậy ta? Sao nhìn mặt giống con nít quá vậy? Biết đâu nhỏ thì có vỏ ha. Chà, wow, nó bắn ra một trái banh và phát nổ, tạo thành những bông hoa nhiều màu cực đẹp luôn. Đợt này sinh nhật bạn gái tha hồ mà thể hiện. Về gặp bác giáo sư chuột thôi, đi vòng vòng không khéo lát nữa đầu thai luôn. Công nhận lái chiếc tàu lặn này đã thiệt. Giúp bác giáo sư chuột xong phi vụ này, mượn chiếc tàu ngầm này đi du lịch Vũng Tàu với bạn gái mới được. Ok, lên thôi. Trời ơi, thang máy nhanh dữ ta. Công nhận bác giáo sư chuột làm gì cũng xịn sò. Bác giáo sư chuột ơi, con đã trở về rồi nè. Con kiếm được quá trời vũ khí mà bác giấu ở dưới đó luôn đó. Trời ơi, bác nói với mình còn nhiều lắm. Thôi không cần đâu bác ơi. Con quýnh lộn giỏi lắm, cần mấy cái vũ khí đơn giản là được rồi. Ý, nhưng mà cho thêm cũng được. Để thử coi vũ khí bé chó mạnh không nha. Một cây kiếm, trông có vẻ hiện đại á. Không biết có mạnh không ta? Chém anh cá sấu mà anh không thèm quánh lại là hiểu rồi đó. Thử vũ khí dân làng coi sao nè. Hình như là một cái rìu cỡ lớn. À, và cái này dùng để đâm cũng được. Còn bây giờ là vũ khí của bác thương nhân. Tại sao lại có cột thu lôi ta? Hình như nó là một cây chích điện. Wow, tới công chuyện luôn. Tiếp theo thử vũ khí của bé axolot coi sao nè. Một cây rìu. Trời ơi, đẹp quá. Nhìn cách chém thôi đã thấy mạnh rồi. Còn bây giờ bé dơi sẽ cho mình cái gì đây? Hình như cũng là một cây rìu. Wow, có cái cánh đang bay nữa kìa. Thôi, nhiều đầy vũ khí được rồi bác giáo sư ơi. Đem nhiều vũ khí theo quá tụi nó sợ rồi mất kèo sao? Con đi quánh lộn đây. Theo lời của bác giáo sư thì phi thuyền này của các dân chơi đến từ địa ngục. Quánh luôn, sợ gì? Nhưng để ghé nhà bà con coi có cái gì bỏ bụng không đã. Nhìn mấy kệ sách là biết nhà của bác thủ thư rồi. Trời ơi, bác chịu nghe nhạc quá ha. Đây rồi, mình sẽ bí mật đột kích từ phía dưới này lên. Mình chợt nhớ bác giáo sư chuột có nói, ở trên cái phi thuyền của những kẻ xâm lược này còn có những vũ khí tối tân mà bọn chúng đem đến. Lên trên đó chơm xài thử mới được. Ôi 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 ôi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Ôi ôi, tụi nó đông và dữ tợn hơn mình nghĩ. Rồi cái ông nội đó là con gì mà hình hài thấy ghê quá vậy? Mình xuống địa ngục nhiều lần rồi mà có khi nào thấy anh trai đó đâu. Bác giáo sư cùng tất cả cư dân đã đặt niềm tin vào mình, vậy nên cho dù có liều cái mạng già này mình cũng phải lên quánh lộn. Ui da, Kumina, đi xa. Trời ơi, nó trâu quá vậy. Yeah. Sao cái đó nhìn giống cái quần của anh heo hung bạo quá vậy ta? Không lẽ mấy anh trai này là heo hung bạo được tiếng quá? Trời ơi, công nhận địa ngục còn nhiều điều bí ẩn thiệt. Ui, hình như đó là tên trùm đến từ địa ngục. Ui da, Kumina. Cha cha cha. Lều lều. Hình như đây là một con rồng 2 đầu. Ui. Cha. Ui da. Cái vũ khí của nó có khả năng gây cháy. Lều lều, cao quá chui vô đây không được chứ gì. Cây rìu của nó nhìn xịn thiệt mấy bạn ơi. Trứng gà ốp la, móc câu cá. Chà, wow, hình như nó sắp chết rồi mấy bạn ơi. Kiếm chó sói. Yeah, chúng ta đã tiêu diệt được tên trùm đến từ địa ngục và nó cho mình lại 2 cây rìu của nó nè, cộng với 1 cái quần kim cương phù phép nữa, bảo vệ khỏi lửa và chậm hỏng. Ngon lành. Trời ơi, cây rìu gì mà nặng dữ vậy. Mình sẽ sử dụng cây rìu này để diệt cỏ tận gốc. Mấy thanh niên đàn em kia đâu rồi? Hình như sau khi mình tiêu diệt tên trùm thì tụi đàn em đã chui qua cánh cổng này trốn về địa ngục rồi thì phải. Kha kha kha. Để xem. Ở đây có 2 món vũ khí đến từ địa ngục: Jolin và Holin. Cái gì đây vậy ta? Trời ơi, thì ra là 2 cái găng tay của con heo dưới địa ngục. Các bạn thấy 2 cái răng nanh của nó không? Trời ơi, cái này mà xúc là hết nước chấm luôn. Còn bên đây, 1 vũ khí gì đó của anh heo. Wow, thì ra là 1 cái móng vuốt. Khi mình tấn công, móng vuốt xòe ra dài hơn. Trời ơi, giống người sói ghê chưa. Công nhận mấy cái vũ khí ở địa ngục này nhìn xịn thiệt. Tiếp theo chúng ta sẽ tấn công qua con tàu khinh khí cầu khổng lồ. Đó là đội quân xâm lược đến từ bóng tối. Công nhận mấy thanh niên này có điều kiện thiệt. Làm con tàu bay kiên cố ghê. Toàn bằng đồng không nè. Có lính canh. Hình như nó là họ hàng xa của anh cá sấu ở chỗ bác giáo sư thì phải. Chắc mấy đứa này tới đây nhận bà con rồi. Sao anh cá sấu không lên đây giải quyết chuyện gia đình đi, kêu mình đi chi ta. Thấy dân chơi đó là mình ngại ngại rồi đó. Trời ơi, full giáp luôn, còn được trang bị 1 cây rìu to chảng nữa. Còn thanh niên bên kia thì cầm cây kiếm bự hơn cái thây của ảnh luôn. Hello. Trời ơi, nhìn mặt khó chịu chưa kìa. Ông chích nè. Lèo lêu bị trúng độc. Sao đông quá vậy ta? Trứng gà ốp la. Chà, có vẻ mấy ảnh khoái ăn món này à nha. Người ta nói muốn quánh rắn là phải quánh ngay cái đầu. Vậy thì mình phải xuống đây tìm tên trùm quýnh lộn mới được. Còn mấy thằng lâm cơm tránh ra. Trời ơi, tuổi gì chịu nổi cây rìu axolot của mình. Chà, thanh niên kia, khai mau. Đại ca mày ở đâu? Ui da, tưởng anh mày không có kiếm chắc. Ui, sao anh trai này bự con vậy? Bự mà yếu, liêu liêu. Trời ơi, tập tạ siêng năng lắm hay sao mà cơ bắp cuồn cuộn vậy? Sao mình càng quánh thấy mấy thanh niên này ra càng nhiều vậy ta? Như vậy quánh lộn kiểu này không phải là cách hay rồi. Mình phải đi tìm tên trùm để tiêu diệt nó mới được. Trời ơi, công nhận cái khinh khí cầu này có hệ thống máy móc phức tạp thiệt. Bên trong kia có 1 vũ khí gì đó. Hello. Vũ khí zombie dân làng. Ui, đi xa. Chích điện anh nè. Bị điện giật đứng im ru luôn. Trời ơi, tê tái tâm hồn không anh trai. Chịu sao nổi. Chôm đồ lẻ chùn ra khỏi đây thôi. Đây là cái gì vậy cà? Sẵn có anh trai này thử luôn mới được. Chà. Ủa không phải, em xài lộn. Chà. Ui, hình như đây là 1 cái máy cưa. Wow, cận chiến mạnh dữ ta. Tuy nhiên cầm cái máy cưa này nó giật mỏi tay quá mấy bạn ơi. Theo mình quan sát, rất có khả năng tên trùm của tụi này ở trên đây. Và lối đi lên sẽ ở đâu đằng đó. Chạy lẹ, tránh ra. Đồ con cá sấu xấu xí. Ừ ha, mà nó đẹp thì kêu nó là cá đẹp rồi. Ui da, đi xuống đi. Không chơi với anh trai đâu. Hello. Ui, trời ơi, sao đông vậy? Đi ra, đi ra. Em chào anh trai. Ủa, nhìn mình thành ý lắm sao ảnh mặt ngầu dữ vậy ta. Để ăn cục thịt lấy lại bình tĩnh. Hello. Ui da, trời ơi, quýnh mạnh dữ vậy. Anh tưởng em sợ anh hả? Còn lâu, quýnh luôn. Chà, 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 chà. Còn anh trai này đứng đây làm cái gì vậy? Rìu axolot nè. Ui da, thanh niên nó xài cái búa bự gõ đầu quá mấy bạn ơi. Trứng gà ốp la. Thấy cây rìu của em không? Em chôm ở bên kia đó. Chà, dăm 3 cây chùy nhỏ nhoi làm sao quýnh lộn lại được. Còn đây là nanh heo. Ui da, anh gõ một phát mình muốn nhớ về kiếp trước luôn vậy đó. Hư nè, hư nè. Chà, 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 chích điện, sắp chết rồi, cố lên. Yeah. Wow, một cái áo kim cương phù phép cộng hai cây búa khổng lồ. Hình như cây búa đó được chế tạo từ con thú cướp bóc thì phải. Giục cái áo sắt liền, bảo vệ khỏi vụ nổ và chậm hỏng. Đẹp trai lên liền. Và đây, một cái vũ khí Ripper. Công nhận mấy anh trai này công nghệ tân tiến thiệt. Nhưng mình phải bỏ bớt vũ khí thôi, nhiều quá rồi. Có thuốc súng, chắc là vũ khí này có khả năng gây nổ rồi đây. Trời ơi, thấy cái nòng rung rung là biết uy tín rồi đó. Chà, wow, đúng như mình nghĩ. Đâu ra sót là anh trai đó vậy. Đúng người đúng thời điểm luôn rồi. Nói chung là cũng vip, nhưng mà cầm hơi mỏi tay. Như vậy là mình đã đẩy lùi được cuộc xâm lược của những kẻ đến từ bóng tối. Tiếp theo chúng ta sẽ tấn công cái phi thuyền con rồng kia. Nhưng không sao, mình đã có cái búa khổng lồ này rồi. Mình sẽ gõ vào đầu tụi nó, chừng nào giác ngộ thì thôi. Mình sẽ quyết định đột nhập từ cái cánh bên đây và tấn công bất ngờ. Ủa? Rồi bất ngờ dữ chưa? Trời ơi, sao tinh mắt dữ vậy mấy anh trai? Kế hoạch mình phá sản rồi mấy bạn ơi. Đã vậy thì phải tặng quà cho mấy ảnh thôi. Đại bác Ripper. Lều lều, có chừng té. Công nhận cái đại bác này mạnh thiệt. Đồng mà nó bắn bể luôn. Hello, đại ca của tụi bay đâu rồi? Chà, trời ơi, cùi bắp. Chết đi. Ủa, đang quýnh sao nhảy xuống đây rồi? Ông chết nè. Ui, mình đeo dữ quá có bị hoa mắt không vậy cà? Sao thanh niên đó nhìn thấy ghê quá vậy? Ui, trời ơi, quánh lén nè. Trời ơi, cây búa cướp bóc này mạnh dữ. Gõ một cái bay xa 5 mét luôn. Hư nè. Không phận sự đi ra chỗ khác chơi. Búa thiên lôi. Công nhận hai cây búa của anh trai bên kia cho mình xịn thiệt. Gõ một phát mà ảnh cháy đen luôn. Ui, không chơi với tụi anh nữa đâu. Nguy hiểm thiệt mấy bạn ơi. Hello. Bộ trời nắng lắm hay sao mà thanh niên đó cầm dù vậy cà? Trời ơi, bị người yêu cắm sừng. Lèo lèo. Rồi sao thanh niên này nhiều tay dữ vậy? Mỗi tay lại cầm một cái loại vũ khí nữa mới ghê chứ. Anh không sợ mày đâu. Trứng gà ốp la. Lèo lèo. Trời ơi, nó có cây rìu axolot giống y như mình luôn kìa. Không lẽ thanh niên này là bạn của giáo sư chuột hết ta? Không sợ mày đâu. Trời ơi, nó có 6 cái tài lận á mấy bạn ơi. Chà, ui da. Chạy đi đâu cho thoát. Chích điện mày nè. Cây chĩa. Chà, chà. Nấp vô ăn cục thịt liền. Búa thần. Cháy đen luôn. Ôi, ôi, cái gì vậy? Ui da. Công nhận thanh niên này khó chịu thiệt. Trứng gà ốp la. Rìu axolot. Trời ơi, thì ra ở đây có cái scu nó bắn mình từ nãy giờ, làm cho mình bay lên trời. Ông chích mày nè. Ăn thêm trứng gà vô. Và bây giờ là búa cướp bóc. Chà, chà. Trời ơi, một đống vũ khí luôn mấy bạn ơi. Hình như mình có hết rồi, chỉ thiếu mỗi cây dù này thôi. Ủa, rồi cây dù này có che được không ta? Bật ra rồi bật vào. À, trời ơi, thì ra là nó dùng để đẩy kẻ thù. Mình còn định dùng nó để che bớt sự đẹp trai của mình nữa chứ. Như vậy là dưới sự hỗ trợ của các loại vũ khí xịn xò được làm từ các loài sinh vật, mình đã đánh bại được các kẻ xâm lược đến từ các thế giới khác nhau. Bây giờ mình sẽ về báo tin vui cho bác giáo sư thôi. Bác giáo sư ơi, bác giáo sư, con đã đánh bại hết tất cả kẻ xâm lược rồi. Con nói thiệt, bác nhìn nè, đây là vũ khí mà tụi nó đem qua xâm lược mình á. Con không đập tụi nó thì làm sao lấy được mấy loại vũ khí này. Thấy chưa, nhìn mặt con hiền lành vậy mà nói không chịu tin. Mà bác nhớ bác hứa với con cái gì không? Sau khi con đánh lộn thắng trở về là bác cho con mượn cái chông trống này để đi học á. Gì gì? Bác giáo sư đồng ý rồi mấy bạn ơi. Vậy nên ngày mai đi học thêm, bạn nào muốn đi ké trong chấm bài của mình thì bấm đăng ký nha. Bài trên trời phiêu lắm. Thôi có gì đâu mà cảm ơn anh cá sấu. Làm việc nhân nghĩa là không cần đếm xỉa.